bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc trò chuyện của bây giờ và ở đây về một chủ đề mà tôi nghĩ là ai cũng quan tâm vì vấn đề này đã trở nên rất là quen thuộc với chúng ta rồi à, trước kia thì chúng ta cứ nói nhiều đến việc là khám phá sao hỏa tìm có thể là chinh phục được không gian sao hỏa chúng ta chuyển đến đấy sống rồi những cái chuyến du lịch tương lai trên sao hỏa À, chuyện đó thì dường như còn lâu mới trở thành hiện thực nhưng chuyện chúng ta chuyển nhà chuyển văn phòng chuyển lớp học lên trên mạng internet thì đã có thật rồi và khi ở không gian internet rất nhiều vấn đề liên quan đến an ninh an toàn và bảo vệ bản thân được đặt ra đây cũng chính là chủ đề cuộc trò chuyện với khách mời đang có mặt tại trường quay của bây giờ và ở đây chúng tôi xin được giới thiệu anh trần việt anh Trần Việt là cán bộ công an của quận Ba Đình, anh cũng là người có rất nhiều những cái bài nghiên cứu, những bài thuyết trình và trực tiếp giảng dạy, cung cấp những kỹ năng về tự vệ bảo vệ bản thân dành cho trẻ em khi bị những vấn đề như là bị bắt nạt hay là bị xâm hại. Và khách mời thứ hai nữa là một bạn trẻ tuổi tin, à, em Đỗ Việt Anh là học sinh lớp 12D của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm việt anh thì là một lớp trưởng và em có ước mơ là báo chí đúng không và vì thế mà chị biết là việt anh cũng rất là quan tâm đến những vấn đề xã hội đặc biệt là những cái vấn đề của giới trẻ và trước khi cùng trò chuyện về câu chuyện chúng ta đang sống trên mạng internet như thế nào và làm sao để có thể thực sự an toàn thì xin mời anh việt cũng như là việt anh và quý khán giả cùng theo dõi một clip sau đây Tình trạng dò dỉ thông tin cá nhân, bắt nạt và lừa đảo trên mạng xã hội đã và đang xảy ra, đáng chú ý ở lứa tuổi trẻ em và trẻ vị thành niên. Đó chỉ là một trong rất nhiều những mối nguy hiểm mà mạng xã hội đã vô hình mang tới. Trong bối cảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang bước vào thời đại chuyển đổi số rộng khắp, trẻ em đã trở thành công dân số từ rất sớm bên cạnh những tiện ích mà mạng xã hội đem lại cho việc học tập là rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn mà con em chúng ta không thể lường hết vậy làm thế nào để bảo vệ hỗ trợ trang bị cho trẻ em kiến thức kỹ năng sống an toàn trên môi trường mạng là chủ đề trong chương trình ngày hôm nay Anh Việt và Việt Anh cũng vừa xem clip dẫn nhập vào phần trò chuyện của chúng ta rồi đấy. Những điều liên quan đến an ninh an toàn và bảo vệ bản thân, bảo vệ bị khỏi bị xâm hại khi mà chúng ta sử dụng trên mạng internet. À, nhưng mà ở thời điểm này thì có lẽ là anh Việt cũng thở phào nhẹ nhõm và Việt Anh cũng rất là sung sướng khi mà chúng ta đã có thông tin là ngày mùng 4 tháng 5 thì cấp trung học cơ sở và trung phổ thông đã được quay trở lại trường rồi đúng không ạ? Vâng đúng ạ. Nhưng mà không biết là việc học trực tuyến sẽ còn tiếp tục nữa hay không nhưng tôi tin rằng nó sẽ là một cái phần nào đấy rất là quan trọng trong cái hoạt động giáo dục thì không biết là cảm xúc của Việt Anh khi mà nghe tin là mình sẽ được quay trở lại trường học như thế nào cái cảm xúc đầu tiên mà em nghe tin là ngày 4 tháng 5 được trở lại trường thì thứ nhất là là quá là vui sướng <laughs> bởi vì là gần 3 tháng chúng em học online cảm giác lúc đầu thì nó khá là vui nó khá là thích thú bởi vì là chưa bao giờ mà mình được học online một cái khoảng thời gian mà nó 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 lâu như thế này nó nó thú vị lắm nó tự do nữa đúng có tự do nữa <laughs> đang ngồi máy tính mà không ai kiểm soát mình cả mình uh, có thể vừa học mình vừa làm cái này vừa làm cái khác rồi uh, tuy nhiên học một khoảng thời gian sau đó thì em bắt đầu thấy mệt mỏi bắt đầu thấy áp lực hơn bởi vì là không phải ai khi mà nhìn vào camera cũng tự nhiên được ừ. cũng uh, um, có thể trả lời một cách lưu loát về giáo viên được rồi nhiều bạn nữ rồi Nghĩ lên là camera trước ống dạ kính vâng. đấy hả? <laughs> rồi nhiều bạn nữ là Ui, lên camera mình có xinh hay không rất là <laughs> thế nhiều còn em để chuẩn bị cho giờ học online <laughs> em có phải vuốt keo chỉnh trang ừ, tất nhiên là có ạ bởi vì mình luôn muốn cái hình ảnh của mình nó nó hoàn thiện nhất đấy là câu chuyện của chính những bạn học sinh đang có quá trình học online thế còn với anh Việt à, cùng quá trình giãn cách xã hội có một giai đoạn chúng ta thực hiện nó rất là chặt vì đúng là cực kỳ cao điểm mà tôi nghĩ là hoàn toàn ủng hộ chuyện đấy nhưng chắc hẳn sẽ có những cái bỡ ngỡ và những xáo trộn nhất định trong công việc và trong cuộc sống à, chắc chắn là như thế bởi vì khi mà bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội thì điều đầu tiên là mình hoàn toàn ủng hộ với cái uh, quyết định của nhà nước bởi vì đó là đảm bảo sức khỏe cho mình và cho người dân nhưng ngược lại thì mình cũng bắt đầu phải thích nghi với những cái cuộc sống mới cuộc sống đấy là gì đó là hai bạn nhỏ đều ở nhà và bố mẹ sẽ dành thời gian như thế nào và có thể rằng là đối với con mình thì đang ở lứa tuổi mầm non chẳng Thế thì bố mẹ phải bắt đầu sắp xếp lại cái kế hoạch, những cái lịch dạy để làm sao để có thể là các bạn ấy không bị giãn cái khoảng thời gian học của các bạn ấy ra. Đấy rõ ràng rằng chúng ta thấy rằng là nếu mà nghỉ một tuần thì thôi còn có thể bảo là ở cho con nghỉ ngơi nhưng mà nghỉ đến tầm 2 tháng thì chắc chắn là mình phải suy nghĩ, mình phải suy nghĩ. Cứ tuần này rồi lại cứ tuần này rồi lại tuần khác đúng không? Mà chúng đúng ta rồi. cứ hồi hộp để chờ đợi. <laughs> dạ. Và như người ta nói rằng là nuôi một em bé thì vất vả một nhưng mà có hai em bé là vất vả tới khi cả gấp 3 gấp 4 lần chứ không phải chỉ là gấp đôi. Chắc rất là vất là vả, là, là là, vả, là anh Việt bán xã cũng như ông bà cũng rất là vất vả đúng không? đúng rồi. ạ. Bây giờ em rất là muốn anh Việt và, và Việt Anh sẽ cùng chia sẻ cái quá trình là chúng ta đã chuyển công việc, chuyển cuộc sống và chuyển cái việc học tập của mình lên trên mạng như thế nào? À, đối với mình thì khi mà chuyển cái việc học tập của con cái cũng như của chính mình thôi lên trên mạng công việc bắt đầu là sẽ phải zoom nhiều hơn thì khi đó bắt buộc là mình phải theo một cái guồng như vậy. Nhưng mà nhìn dài ra thì mình cũng phải xác định một cái điều như này. Cái xu hướng học tập 4.0 thì nó sẽ là như vậy. Nên là bắt buộc lúc đó mình phải lựa chọn là một là mình cảm thấy rất là khó khăn, cảm thấy rất là uh, chăn trở rồi cảm thấy khó bắt nhịp, hai là mình chủ động trong cái việc mình bắt nhịp để làm sao mình vẫn đạt được cái hiệu quả của công việc. Và ngược lại đối với con cái của mình cũng vậy xu thế tương lai các bạn ý không chỉ là học ở trên nhà trường ừ. mà các bạn ý có thể kết nối để các bạn ý học tập từ chính những bạn học sinh ở các vùng miền khác ở trên tổ quốc và thậm chí là ở thế giới ừ. vậy thì rõ ràng mình phải có một cái giai đoạn chuẩn bị cho bạn ý thật là ok để các bạn ý <laughs> uh, uh, có thể là thích nghi dần đấy nhưng mà với những bạn nhỏ đang ở lứa tuổi mầm non nên là tiểu học việc đấy cũng vất vả một chút đúng không ạ À, trước hết thì mình phải xác định cái vai trò là của ai đó ừ. khi chuyển lên mạng và phòng chống xâm hại ở trên mạng, phòng chống bắt nạt trên mạng cũng tương tự như vậy. Đầu tiên là mình phải xác định được cái vai trò của cha mẹ, cha mẹ có cùng con hay không, có định hướng hay không, thì đấy là cái quan trọng. Thế Sau rồi. đó khi lên mạng <laughs> thì là sẽ ok. Và đây là thầy giáo dạy tin học đầu tiên dành cho con. <laughs> vâng. Thế thì còn Việt Anh, em chia sẻ lại một chút đi hồi tưởng lại nào 3 tháng vừa qua hành trình học sinh chuyển từ lớp học offline on, lên lớp học online của các em như thế nào? em thấy cái quá trình này nó diễn ra lúc đầu cũng như anh Việt nói nó diễn ra khá là khó khăn ừ. bởi vì là em nghĩ rằng không phải cái điều kiện internet ở mạng nhà bạn nào cũng ổn định ừ. cũng uh, có thể hoạt động một cách trơn tru được thì uh, cũng như trải nghiệm riêng của em là lúc đầu lên thì mạng nó cũng rất chập chờn ừ. những cái uh, ứng dụng như là Microsoft Teams như là Zoom thì lúc đó em không biết không biết dùng ừ. thì vào rồi phải bắt đầu phải mầy mò rồi phải uh, hoạt động trên cái ứng dụng đấy mà đôi khi hoạt động nhiều quá mắt nó còn đỏ lên bởi vì <laughs> hai trên hai tư ngồi trước cái màn hình máy tính cảm giác rất là mệt mỏi. Nhưng mà chị chúc mừng em và anh Việt vì hiện tại hai anh em chưa phải đau kính. <cười> <cười> rồi thì bạn bè của em thích nghi việc này ra sao? Cảm thấy thế nào? Bạn bè của em thì uh, học ở trên internet này nó yêu cầu một cái tinh thần tự giác cao hơn. Ừ. Thế nhưng mà một số bạn bè của em vẫn còn cái chứng ngủ quên, quên cái giờ làm bài. Có có đứa học đến, uh, có bạn học đến hơn một tiết rồi và nhắn tin cho em, Ơ tôi ngủ quên rồi. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Thế thì em thấy cái quá trình này lúc đầu nó khá là khó khăn nhưng về sau thì uh, dần dần các bạn rồi cũng sẽ thích nghi được nhưng mà chị nghĩ là học online nó không chỉ là câu chuyện là à, đôi khi nền nếp mình không chú ý nhá đầu tóc quần áo có thể là mình mình tắt cái cam đi là mình xấu <laughs> cũng được luôn ạ à, vừa ngủ dậy chưa đánh răng là cũng học luôn à. à hoặc là đôi khi là chúng ta quên quên mất cái giờ vào học sau mấy phút nhưng sẽ phải nói đến một thực tế là đôi khi chúng ta phải đối mặt tới những cái nguy cơ nữa ngoài việc học đấy bọn em cái 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 cơ hội để truy cập internet và tiếp cận với một cái cái bể thông tin nó lớn và có thể nó hỗn độn như vậy thực sự là sẽ có những nguy cơ và đã bao giờ Việt Anh hay là các bạn của em chia sẻ với nhau về những cái lo lắng nó xuất hiện trong lòng mình không cũng có đấy bởi vì là em và một số người bạn thì có trong cái thời gian học online thì có hoạt động trên internet khá là nhiều mà đôi khi thì cũng đọc được hoặc là um, nhìn thấy một số cái cái đường link đường link giả thì em cũng có cảnh báo một số bạn là đừng đừng có ấn vào cái link đấy. Mình chỉ tin tưởng vào những link nào mà nhà trường hoặc là giáo viên đưa cho bởi khi mà mình nếu mà mình có sơ sẩy một chút thôi ừ. thì mình có thể mất cái quyền kiểm soát máy tính của mình hoặc là mất cái dữ liệu cá nhân của mình mà chỉ bằng một cái ừ. cú click. Nhưng đôi khi nó sẽ có những cái pop up nó bất ngờ nó Đúng hiện rồi. ra với những cái hình ảnh nhạy cảm hoặc là có thể đâu đấy là password hay id của lớp học nó bị lộ ra thì nó là câu chuyện mà chúng ta đã thấy rồi. Uh, ví dụ như với Việt Anh này em đã chị cảm thấy là em có một cảm giác là tự vệ rất là rất là cảnh giác cao độ rồi nhưng với nhiều người khác nữa thì là một phụ huynh như anh Việt hay là những khán giả đang theo dõi bây giờ và ở đây chắc hẳn cũng sẽ có những cái lo lắng nhất định và chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm ý kiến của những phụ huynh khác những khán giả khác của bây giờ và ở đây xem họ đang có những tâm tư suy nghĩ gì và lo lắng gì khi học tập này và làm việc trên nền tảng internet theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ phòng chống bạo lực toàn cầu, tại mỗi thời điểm có khoảng 750.000 người đang cố gắng tiếp cận trẻ em qua mạng vì mục đích tình dục. 75% trẻ tiếp xúc nội dung phản cảm trên mạng xã hội. Trong khi đó, theo đại diện Cục Trẻ Em, các vụ bạo lực xâm hại với trẻ em tại Việt Nam hiện đang có xu hướng tăng. Vậy, các bậc phụ huynh đã và đang ý thức về sự việc này như thế nào? Cũng dặn bạn ấy là chỉ được phép vào những cái trang <laughs> mà mẹ đã dặn thôi còn nếu mà bạn ấy mà không nghe lời thì mình sẽ dọa là sẽ khóa bớt một số trang lại ngay từ bé mình đã kiểm soát con rồi khi mà con muốn sử dụng điện thoại ipad hoặc là tv thì phải có sự đồng ý của bố mẹ còn nếu như sau này con lớn lên thì mình nghĩ là mình có thể kiểm soát bằng cách là ngay từ đầu là mình cũng sẽ nói cho con cái việc là các con nên tìm kiếm thông tin gì nên vào những trang web như thế nào việc con trẻ được tiếp cận với các thiết bị công nghệ ngày càng trở nên phổ biến. Điều đó cũng gây khó khăn cho các ông bố, bà mẹ trong cách quản lý con mình và mỗi một gia đình thì lại lựa chọn cho mình cách quản lý con khác nhau. Thực ra thì tôi cũng rất là mong muốn là có một cái công cụ hoặc là có một cái phần mềm nào đó để có thể hỗ trợ bố mẹ chúng ta kiểm soát được con cái, truy cập những cái Internet để mà hỗ trợ học hành của con cái chúng ta. Nhưng mà cái việc đấy cũng phải tạo ra một cái điều kiện thoải mái cho con gái chúng ta giúp con an toàn trong môi trường mạng nhưng vẫn phải đảm bảo rằng con mình vẫn có đủ quyền được tiếp cận với các kiến thức nền bổ ích từ môi trường mạng. Việc kiểm soát của cha mẹ sẽ bất thành nếu như trẻ không được xây dựng ý thức tự sử dụng và bảo vệ mình an toàn trên môi trường mạng. Chúng ta sẽ còn phải sống và làm việc học tập trên không gian mạng rất là nhiều và nó trở thành một trong cái phương thức mà không thể phủ nhận được hiện tại và cả trong tương lai nữa nhất là trong cái thời đại 4.0 và vấn đề mà anh Việt quan tâm đó đấy là bảo vệ trẻ em này giúp các em có những kỹ năng để tự vệ trước hành vi bị bắt nạt hay là xâm hại thì nó không chỉ là ngoài đời nữa rồi đúng không anh mà tôi biết là lâu nay anh cũng rất quan tâm đến vấn đề này ở trên mạng tôi muốn anh chia sẻ là trước hết nhá là thực tế đối với chính bản thân anh anh cảm thấy có những nguy cơ gì đối với con cái của mình và những việc làm rất là thực tế anh Việt làm để bảo vệ các con cái điều đầu tiên là chúng ta phải xác định được rằng là những cái thông tin bây giờ nó đến từ đâu thì rõ ràng rằng trong cái thời đại 4.0 này thì tất cả các thông tin đến từ rất nhiều nguồn khác nhau, đó có thể là một group, đó có thể là một fanpage, đó có thể là zoom, đó có thể là zalo, rất nhiều các thông tin để các con tương tác. Vậy thì là nếu như chúng ta chỉ tập trung vào những cái gọi là kỹ năng khi con bắt đầu lên trên mạng, thì liệu có phải là một cái chặng đường nó hơi ngắn quá không? À, đối với mình thì khi mà mình nhìn được cái bức tranh tổng thể thì rõ ràng rằng là cái môi trường mạng và môi trường thực tế nó luôn luôn có sự gắn kết với nhau. Khi mà cha mẹ dạy con về phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại, đó và dạy con về phòng chống ma túy và tất cả những tác hại ở ngoài tốt thì khi đó lên môi trường mạng thì dù có bất kể một cái sự uh, can thiệp đột xuất nào ví dụ như những cái pop up những cái trang quảng cáo, những cái group thì các con luôn luôn có cái sự chủ động trước đã. Nhưng mà các đó. con nhỏ là cũng khó lắm đó anh ạ. Em cứ hình dung là ví dụ như ở ngoài có một người chạy lại bắt nạt ừ, thế này là các con cảm nhận được điều đấy rồi đưa đây bắt nạt hay dọa là nó rất là là trực diện và cảm nhận dễ dàng nhưng mà với internet thì cái sự bắt nạt hay là cái sự xâm hại nó kín đáo hơn và các con sẽ khó nhận biết hơn đúng không anh vì vậy là mới cần cái vai trò của cha mẹ ở đây Đó. thật sự với cả có thể là thật sự với cả chị mc là trên một cái tinh thần là mình phải có những cuộc trò chuyện và mình trao đổi với con đều đặn chứ không thể nào mà mình lại phó mặc con cho lên môi trường mạng rồi mình bắt đầu là chỉ con kiểm soát ẩn cái group đấy chỉ là những cái việc ngắn hạn những em là, là muốn học tập từ mình... chính cái cuộc nói chuyện của anh với con đây này À. anh trai đổi thế nào với cháu để cháu có thể hiểu được những cái kiến thức mà dường như nó hơi cao, hơi quá đối với những cái cái tâm hồn à, rất là nó chết rất là lâu. đơn giản thôi trong cuộc sống mình trò chuyện. Ví dụ khi mà một cái màn hình tivi bật lên và con nhìn thấy hai người đang đánh nhau thì mình có thể trò chuyện với con là con thấy cái đấy là tốt hay là xấu? À. Nếu đánh thì con làm đau người khác, làm đau người khác thì con sẽ phải chịu những trách nhiệm gì? Thì dần dần các bạn ấy những cái câu chuyện đó nó sẽ in vào trong đầu các bạn ấy đó chứ còn nếu mà chúng ta không tương tác, không trò chuyện với các con thì không bao giờ chúng ta dạy được con à, về cách các con bảo vệ trong thực tế đã. Còn sau đó môi trường mạng cũng chỉ là một cách thức tiếp cận khác để thực hiện những hành vi bạo lực xâm hại đối với các con của mình. Đó. Đã bao giờ anh Việt quan sát thấy cháu khi mà tiếp cận về online, về máy tính hay là à, điện thoại chẳng hạn vào mạng mà thấy những cái hình ảnh nó nó không phù hợp với các con chưa? Và khi thế khi trường hợp như thế thì anh sẽ làm gì ạ? À, thật ra thì đầu tiên là mình phải xác định rằng mình phải chủ động, mình phải chủ động kiểm soát nhưng kiểm soát không kiểu theo kiểu ngăn cấm mà mình để cho con làm sao con nhận thức được mặt trái và mặt phải. À, ví dụ như là khi mà con xem các chương trình truyền hình ấy, thì mình sẽ hướng con vào những cái chương trình có rất nhiều những chương trình tốt. À, cái mặt phải của 4.0 là con được tiếp cận với rất nhiều thứ tri thức. vậy thì mình hướng con vào những cái chương trình tốt. ví dụ như là uh, uh, cái cái uh, ứng dụng uh, BabyBus hạn hoặc YouTube Kids thì ngoài ra thì mình cũng phải cập nhật những cái thông tin thường xuyên ví dụ ngày xưa thì các bạn thấy là ở khoảng tháng 7, tháng 8 của năm ngoái thì có cái thảm họa Momo ấy yeah. Momo tức là nó khi mà các con đang vào YouTube thì nó hiện lên những cái uh, uh, gọi là những cái cái hình ảnh những cái clip để 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 thúc đẩy tự sát yeah. vậy thì khi chúng ta có những cái cuộc nói chuyện tốt với con và được nghe con kể lại thì chúng ta sẽ kịp thời chúng ta định hướng Thế nhưng mà hầu như là mình thấy rằng là các bậc cha mẹ thường ít dành thời gian để trò chuyện với con. Ví dụ như vừa rồi bạn thấy là anh ấy muốn có một công cụ để kiểm soát con, nhưng mà trước hết chúng ta phải phải là người trực tiếp làm việc đấy đã. Thì sau đó mới dựa vào công cụ. Nghĩa là không thể nào mà trao cái trách nhiệm bảo vệ con mình chỉ internet cho một công cụ nào, Đúng. nếu như bản thân cha mẹ không phải là một cái người mà hiểu công cụ đấy nhất và ứng dụng công cụ đấy một cách là khéo léo và tế nhị đấy là câu chuyện của một ông bố thế còn câu chuyện của Việt Anh là em chính là người đang sử dụng internet cho việc học tập của mình và chị biết rằng là với lứa tuổi của em thì em em thừa khả năng để truy cập bất cứ một cái nội dung nào em muốn là trắng hay là đen là trái hay là phải. Em nghĩ thế nào về những cái cám dỗ ở những cái nội dung khác nhau có trên internet? Em nghĩ rằng là những cái nội dung mà chị cũng vừa nêu trắng hay là đen ấy thì nó cũng không thể tránh khỏi trên cái môi trường cái internet nó rộng lớn như thế được. Nhưng quan trọng là À, bên cạnh cái sự dạy dỗ cái sự chỉ bảo cái sự trò trong cái cuộc trò chuyện của cha mẹ với con cái thì mình cũng phải có một cái thực nhận thức nhất định về những cái gì là phải những cái gì là trái để mình khi mà lên internet mình có sự kiểm soát bởi ừ. em thấy là ở ngoài đường thì người ta có thể nhận thấy dễ dàng cái sự cái cảm giác nguy hiểm cảm giác đe dọa nhưng mà ở trên internet thì không một người có một người một người lạ mặt có thể nhắn tin đến mình có thể làm quen nhưng mình hoàn toàn không biết họ là ai nên là mình không không có cái sự kiểm soát không phải không có sự kiểm soát mà cái sự kiểm soát nó hạ xuống một bậc vì thế mình sẽ cảm thấy là uh, cái người này người ta dễ thương người này người ta dễ nói chuyện nên từ đó mình đã xa vào lưới của người ta từ lúc nào mà không biết nên là cái quan trọng cái quan trọng, theo em thì cái quan trọng nhất là mình phải có một cái kiến thức một cái nền tảng nhất định. Chị hoàn toàn đồng ý với em là tự mình phải kiểm soát mình Nhưng mà Việt Anh biết không? Mình kiểm soát mình là khó nhất luôn ý <cười> <cười> nhất là khi chỉ có một mình Bản thân mình và cái máy tính đâu biết thôi Không ai biết cả Và em hoàn toàn có thể clear toàn bộ cái history Cái lịch sử, những cái trang mà em vào thì, thì làm thế nào để kiểm soát bản thân mình? Em đã có khi nào phải tự đấu tranh với mình Để chiến thắng được những cái phần gọi là Mình muốn làm khác đi Theo cái hướng mà có lẽ là không nên à, Cái thời gian gần đây ạ thì em có một cái khoảng thời gian đang trong một khoảng thời gian thử thách là mình mình không chơi game, mình ừ. tập trung vào những cái công việc nó nó chính đáng hơn như là học tập và rèn luyện. thì uh, em tự đặt ra cho bản thân mình là uh, mình sẽ không chơi game đến khi nào mình thi xong thì thôi. <laughs> nghĩa là có thưởng có phạt, mình thi được thì mình chơi tiếp, còn không thì mình bỏ. đấy là cái cái, cái cách áp dụng của em là ừ. mình sẽ đặt ra là có thưởng có phạt và mình sẽ áp dụng theo cái luật chơi nào? Nghĩa là phải có một mục tiêu rất là đó. rõ ràng và phải quyết tâm đúng không? Chị hy vọng là em cũng như các bạn của em và các bạn tuổi tiên sẽ duy trì được quyết tâm đấy và nếu làm được em cực kỳ thành công vượt qua được cái cám dỗ cái lôi kéo lần này thì những cái khác em vượt qua rất là mạnh. Nhưng mà đấy là bản thân mình này nhưng chúng ta cũng sẽ có những cái kiến thức khoa học để bảo vệ bản thân không chỉ là ở trên mạng và các vấn đề để bảo vệ con em của mình trong cái cuộc sống hàng ngày nó cũng quan trọng lắm anh. Bởi vì bây giờ các con rất là chủ động tự đi lại rồi các thứ Rồi rất nhiều cái không gian nhỏ hẹp mà chúng ta vẫn cứ là công cộng Ví dụ như trong thang máy chẳng hạn đúng không ạ Nó rất hẹp thôi nhưng có mình, có con mình và những người khác Câu chuyện về xâm hại, câu chuyện về bắt nạt nó vẫn diễn ra Và bây giờ khi mà có một chuyên gia ở đây thì em không bỏ qua một cơ hội là anh hãy chia sẻ một vài những cái những cái bài tập Những cái miếng võ, một cái cụ thể cho em cũng như là các phụ huynh đang theo dõi bây giờ và ở đây À, cái điều đầu tiên là à, chúng ta có thể nhìn nhớ lại một cái trường hợp là ở trong thang máy khi mà có một người lớn hơn tấn công con cái của mình vậy thì rõ ràng lúc đó chúng ta sẽ phải à, à, hướng dẫn con cái của mình tức là dùng bộ phận mạnh nhất trên cơ thể của mình dùng bộ phận cứng nhất trên cơ thể của mình để tấn công vào những cái nơi yếu nhất của đối thủ mục đích xương không. cứng nhất là răng à không à, chúng ta rõ ràng rằng là với một đứa trẻ thì răng cũng là một cái uh, cái 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 cái, uh, cái uh, vũ khí uh, tuy nhiên thì uh, uh, mình thì mình nghĩ rằng có những cái uh, cách khác mà nó có thể là dễ hơn để con nhanh chóng thoát khỏi cái tình huống đó ví dụ như khi con còn bé chẳng hạn thì một người lớn hơn ôm con bao giờ họ cũng phải cúi xuống uh, đúng rồi. thì khi đó chúng ta trùng cái chân đầu gối chúng ta xuống và chúng ta dùng phần đầu này chúng ta à, lấy cái đà bật nhún ấy ừ. chúng ta bật thật mạnh và chúng ta tấn công vào phần cầm của đối thủ đấy anh, thì... anh đừng anh làm luôn cho em xem <laughs> đó thì nếu như mà các bạn hướng lên như thế này thì sẽ mất lực nhưng mà nếu như các bạn trùng hẳn xuống như này hướng dẫn con cái của mình trùng hẳn xuống và sau đó khi mà đối phương bắt đầu tiến lại gần rồi và bắt đầu ở trên mình để chuẩn bị thực hiện hành vi ôm chẳng hạn thì mình dùng lực mình hất thật mạnh đến đánh thẳng vào cầm thì bao giờ đối phương cũng sẽ có những cái sự choáng váng. Ừ. Đấy thì thì cái mục đích của mình là phải dạy các con là gì là không phải là để uh, áp dụng nó với bạn bè mà mình phải nói rõ là đối với những người có những biểu hiện như vậy là mình phải 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 uh, chủ động. Đấy. Ngoài ra thì trong cái công thức phòng chống xâm hại ấy, thì đó là gì là tránh xa, tức là đối với người lạ thì luôn giữ khoảng cách khoảng 2 mét. Đó cự tuyệt tức là mình dùng những biện pháp để mình phản kháng. Đó và sau đó là mình phải kể lại với gia đình của mình. Thì như vậy thì những người lớn mới có cái trách nhiệm và có những cái biết để họ có thể hỗ trợ con cái của mình em rất thích cái giải pháp của anh vừa rồi đưa ra và việt anh ơi chị thấy ở đấy là kiến thức khoa học đấy nhá tại <laughs> sao không phải chéo người đi như này mà là phải gần như là bật lên thẳng đứng chéo phản lực theo lực. phương thẳng đứng đúng không em đúng rồi. <laughs> và vì thế mà cái lực phản lại gần như bằng cái lực của mình muốn xuống nó rất là mạnh và em nghĩ rằng là với những cái kinh nghiệm mà về chống xâm hại trong cái cuộc sống gọi là offline này nó cũng có thể áp dụng được đối với online như anh vừa nói đấy là tránh xa này rồi nói cho người khác đúng. biết cho nên nếu như mà thấy những cái dấu hiệu mà nó không an toàn là chúng ta có thể nói cho người khác biết Em có nói không Việt Anh hay là âm thầm nữa? <laughs> em có Thế <ạ. cười> còn Việt Anh, à, em có kinh nghiệm nào trong việc là phát hiện và tránh xa những cái dấu hiệu, những cái nội dung không tốt, không an toàn trên Internet không? Ừ, cái kinh nghiệm trong trải nghiệm thực tế dùng Internet của em ấy, ừ. thì em thường hay vào những cái trang web mà nó có cái độ tin cậy cao. Với cả khi mà mình học online thì mình chỉ nhận, với cả chỉ click vào những cái trang web mà các giáo viên hoặc là nhà trường đưa cho thôi ạ. Và khi mà vào những cái trang web mà bị nó pop up nó hiện lên Thì lập tức mình phải tắt ngay Với cả mình chặn trong web đấy ngay Có khi nào em thần khiết như vậy Em kháng cự mạnh mẽ như vậy ừ, em... Mà một số bạn khác của em lại trêu là em chưa trưởng thành Và vì cái sự tự ái đấy là em <laughs> Em xem Tất nhiên là cũng không để tránh khỏi Bởi vì là uh, có nhiều người trêu là Ôi tại sao cái này mà phải tắt đi á à? Cứ để đấy Nhưng mà em như em cũng đã chia sẻ thì trong mình trong mỗi, mỗi một con người mình thì mình có, có cái nhận thức cái nào là cái đúng cái nào là cái sai mình tiếp thu được cái gì ở mình không, không tiếp thu được cái gì ừ. nên là à, mặc dù là các bạn bảo thế nhưng mà em vẫn cứ tắt đi thôi bởi vì những cái thế là em cảm thấy là nó không, không đem lại một cái Ấy, bởi vì bây giờ mục tiêu của em đang là thi tốt nghiệp đúng không <laughs> chúng ta biết là mình đang cần cái gì mình tập trung năng lượng vào cái gì thế còn câu chuyện giải trí hay những câu chuyện khác thì một thời điểm phù hợp nào đấy khi chúng ta lại có đủ cái sự vững vàng và nhận thức và chị tin là với những cái bản lĩnh đấy của em thì em cũng như là các bạn em cũng chắc là sẽ vững vàng không phải là mình không biết mình ngố nhưng mình biết là cái gì nên và cái gì không nên rất là vui vì được chia sẻ với anh việt cũng như việt anh những câu chuyện mà tôi nghĩ là không chỉ riêng của chúng ta đâu của tất cả các gia đình nữa khi mà con em mình đang phải đối diện với với internet và tôi rất thích cái thông điệp mà anh em Việt đưa ra đấy là đừng quá trông chờ vào một cái công cụ nào cả mà chính là phụ huynh phải vào cuộc và chị thích cái điều mà Việt anh đang cố gắng đấy là tự mình phải nhận thức chứ còn um nếu như bắt buộc dựa vào cái sự bắt buộc thì không phải là tự giác thì đôi khi chúng ta sẽ tìm cách để phá rào đúng không nào và Hồng Minh cũng biết là ở các trường thì các thầy cô vẫn luôn luôn cố gắng đưa những cái nội dung giáo dục chúng ta về cách tiếp cận internet như thế nào cách sử dụng và khai thác thông tin trên mạng internet và hy vọng là với những kiến thức đó về ý thức bảo vệ bản thân của mình thì chúng ta sẽ luôn luôn khai thác và sống với những cái mặt mạnh và mặt tích cực của internet rất là cảm ơn anh Việt và việt anh đã đến và chia sẻ với bây giờ và ở đây